Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất vui khi được gửi tới quý vị khán giả những tin tức mới nhất trong ngày và ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Bà con nô nức đợi xem tổng duyệt lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, thành phố Điện Biên Phủ từ sáng sớm 5 tháng 5 là cả một biển người nô nức, một biển niềm vui của người dân háo hức đợi xem tổng duyệt lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Niềm vui của bà con vào sáng nay có lẽ không kém niềm vui của người dân Điện Biên và người dân cả nước vào ngày đón tin chiến thắng Điện Biên Phủ 70 năm trước. Nếu như những bức ảnh tư liệu lịch sử cho thấy từng nhóm người dân, trong đó có những nhóm người dân tộc thiểu số tràn ra đường múa hát, mừng tin thắng trận vào đúng những ngày tháng năm của 70 năm trước, thì cảnh tượng cũng tương tự sáng nay ở thành phố Điện Biên. Chỉ khác là quang cảnh đổi thay, thành phố giàu đẹp và hẳn là đông đúc hơn xưa nhiều. Khoảng 6 giờ sáng, khi các lực lượng diễu hành chuẩn bị thì khắp các ngả đường trục chính của thành phố Điện Biên Phủ, nơi sẽ có những đoàn diễu binh đi qua. Người dân đã đứng xếp hàng kín hai bên đường, đặc biệt là những trục chính như đường Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh và Ngã Tư trước Nghĩa trang Liệt sĩ Điện Biên Phủ và Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, nơi có dàn pháo chuẩn bị sẵn sàng bắn chào mừng. Sắc áo rực rỡ bởi tập hợp đông đủ nhiều dân tộc vùng Tây Bắc về chung vui, hòa chung màu áo lính. Sắc áo cờ đỏ sao vàng rực rỡ cũng tràn ngập các nẻo đường. Không thể thiếu những đoàn cựu chiến binh mặc áo lính, ngực đeo đầy huy chương, gương mặt rạng rỡ, tự hào cùng đồng đội mình về đây chứng kiến lễ mừng 70 năm chiến thắng lừng lẫy của dân tộc. Họ hầu hết là những người đã có tuổi, đã đi một chặng đường xa đến đây nhưng vẫn dậy từ sáng sớm. Hòa vào cùng đoàn bà con khắp nơi đi xem ngày hội non sông. Trên đường Trường Chinh, trong lúc đợi lễ diễu binh chính thức, người dân cùng xuống lòng đường trò chuyện, xin chụp ảnh cùng với các cô, các chú bộ đội. Nhóm các bạn trẻ người Thái như Thảo, Linh, Phương, Yến ở xã Thanh Chăn và Lan ở xã Thanh An, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cũng có mặt trên tuyến đường này chờ xem diễu binh. Họ chọn mặc trang phục truyền thống thật đẹp của dân tộc mình, trang điểm nhẹ đi xem hội. Linh cho biết vì xã Thanh Chăn, nơi các cô sống cách thành phố Điện Biên Phủ chỉ vài cây số nên họ đã đi từ 6 giờ sáng bằng xe máy để xem tổng duyệt. Hôm trước lễ sơ duyệt, họ cũng không bỏ lỡ. Ở bản làng của Linh cùng các bạn và các làm bản xung quanh, người dân cũng háo hức như vậy. Nhưng những cô gái này chưa phải là những người ra đường xem lễ tổng duyệt sớm nhất hôm nay. Nhiều người dân vì muốn được vào sân vận động xem tổng duyệt đã phải đi từ 3 giờ, 4 giờ sáng. Chiến địa Điện Biên Phủ sau 70 năm. Báo VN Express thông tin, nằm phía Tây Bắc cách Hà Nội khoảng 500 km, Điện Biên Phủ với tên khởi nguyên Mường Thanh là thung lũng rộng lớn, núi đồi bao quanh, ở giữa có dòng sông nậm rốn. Chịu ảnh hưởng của gió Tây khô nóng, thời tiết nơi này chia hai mùa khô và mưa rõ rệt. Điện Biên Phủ là trung tâm sầm uất với diện tích hơn 308 km², hơn 80.000 dân cư sinh sống. Hạ tầng đô thị phát triển. Thành phố những ngày này đón hàng chục nghìn lượt khách viếng thăm khi Việt Nam chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. 70 năm trước, Pháp xây dựng nơi này thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương, chìa khóa bảo vệ Thượng Lào, hút quân chủ lực của Việt Minh về đây để tiêu diệt. Trên thực tế, Điện Biên Phủ ban đầu không nằm trong kế hoạch của cả hai bên, song đã trở thành điểm hẹn cho trận công kiên cuối cùng kết thúc 9 năm kháng chiến chống Pháp. Cánh đồng Mường Thanh, vựa lúa lớn nhất Tây Bắc, nằm cách biên giới Việt-Lào 13 km. Cánh đồng đứng đầu trong câu ca, nhất thanh, nhì lò, tam than, tứ tấc. Chỉ bốn vựa lúa chính của vùng là Mường Thanh, Điện Biên, Mường Lò, Yên Bái, Mường Than, Lai Châu và Mường Tấc, Sơn La. Khác ruộng bậc thang đặc trưng của vùng núi phía Bắc, cánh đồng Mường Thanh bằng phẳng trải dài gần 20 km, rộng 6-8 km, thuộc địa giới thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên. Với gần 4.000 hecta ruộng nước cho năng suất bình quân 63 tạ mỗi hecta, đây vẫn là nơi canh tác chính của đồng bào người Thái. Nhiều loại gạo đặc sản như xiếng củ, tám thơm, nếp hương, nếp than vang danh khắp nước. Ngoài sản xuất, cánh đồng Mường Thanh còn là điểm du lịch của Điện Biên. Ngày 20 tháng 11 năm 1953, những toán lính Pháp đầu tiên nhảy dù xuống cánh đồng nằm trong lòng chảo Điện Biên, dần biến nơi này thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương, gồm 49 cứ điểm chia 3 phân khu, được bảo vệ bởi hệ thống hầm hào, công sự, hỏa lực mạnh, bãi mìn cùng dây thép gai. Khu hầm chỉ huy ngày nay nằm ở trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, cách sân bay 300m, cách cầu Mường Thanh 200m, là một phần trong tổng thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ.
Tháng 3 năm 2013, công trình mái che hiện vật ngoài trời được khởi công nhằm bảo vệ di tích trước nắng mưa. Hầm chỉ huy là nơi làm việc, nghỉ ngơi của Decatrius, chỉ huy trưởng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ cùng bộ chỉ huy quân Pháp. Khu vực này được bảo vệ bằng hệ thống dây kẽm gai và những bãi mìn dày đặc. Bốn góc có xe tăng, trận địa pháo bảo vệ ở hướng Tây. Quân Pháp từng dùng bao cát, ván gỗ dựng đường hào có mái che nối liền hầm Decatrius với lô cốt trên đồi A1. 17 giờ ngày 7 tháng 5 năm 1954, bộ đội Việt Minh chiếm sở chỉ huy quân Pháp bắt sống Decatrius. Sân bay Mường Thanh nằm ở trung tâm lòng chảo, được người Pháp xây dựng năm 1939 cho mục đích quân sự. Sau năm 1954, sân bay phục vụ cả dân sự và quân sự. Ngày nay là cảng hàng không Điện Biên, có khả năng tiếp nhận 300.000 đến 500.000 hành khách mỗi năm sau nhiều lần nâng cấp. Đường băng mới dài 2.400m, rộng 45m, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cho các loại tàu bay hiện đại như A320, A321. Giữa đường băng cũ và mới, nằm trong khuôn viên sân bay, còn lưu giữ đài tưởng niệm nhỏ. Đây là di tích cứ điểm 105, khu Guilty 6, do đơn vị lính Âu Phi chốt giữ. Nơi đây được coi là dạ dày của tập đoàn cứ điểm khi mỗi ngày tiếp nhận khoảng 200 chuyến bay từ Gia Lâm, Hà Nội, Cát Bi, Hải Phòng. Tiếp tế hậu cần, lương thực, vũ khí cho lính viễn chinh Pháp. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, sân bay là trọng điểm bắn phá của pháo binh, cao xạ Việt Minh nhằm cắt đứt cầu hàng không chi viện, triệt tiêu khả năng cất, hạ cánh của các loại máy bay trinh sát. Trong ảnh là bộ đội Việt Minh pháo kích vào sân bay. Một phần đường hào chiến đấu của bộ đội Việt Minh trên sườn đồi A1 được phục dựng bằng bê tông, giải xi măng chống sạt lở. Khu vực này từng là điểm giao tranh quyết liệt của hai bên từ ngày 30 tháng 3 đến 6 tháng 5 năm 1954. Đồi A1 được coi là cuống họng của phân khu trung tâm, được bao bọc lô cốt và hầm ngầm kiên cố nhằm bảo vệ bộ chỉ huy quân Pháp. Công phá được nơi này, bộ đội Việt Minh đã mất 39 ngày cùng nhiều hy sinh, thương vong bởi quân Pháp cố thủ trong lô cốt và có hỏa lực mạnh chi viện. Để diệt được tập đoàn cứ điểm, bộ đội dùng chiến thuật vây, lấn, tấn, diệt, đào gần 200 km đường hào từ trên núi cao tiến xuống lòng chảo Mường Thanh. Đường hào có hầm chiến đấu, chịu vũ khí, nơi ngủ, sinh hoạt, cứu chữa thương binh. Dựa vào hệ thống hào giao thông này, quân Việt Minh phá bãi mìn, gỡ hàng rào kẽm gai, áp sát chân cứ điểm rồi đồng loạt xung phong. Cách đánh khiến quân Pháp khiếp đảm vì không biết đối phương sẽ tiến công khi nào, từ hướng nào. Sức công phá của khối thuốc nổ tạo thành hố sâu hình chiếc phễu trên đỉnh đồi A1 sau 70 năm vẫn còn nguyên dấu tích. Nơi này được trải lớp xi măng tránh sụt lún, xói mòn, thường là điểm tham quan đầu tiên của du khách khi tới Điện Biên. Đêm 6 tháng 5 năm 1954, tiếng nổ từ khối bộc phá 960 kg là hiệu lệnh tổng công kích đợt cuối cùng của chiến dịch Điện Biên Phủ. Từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5, đội công binh do chiến sĩ Nguyễn Phú Xuyên Khung dẫn đầu đào được một đường hầm dài 49m vào lòng đồi, nhồi khối bộc phá gần 1 tấn chờ khai hỏa. Cầu Mường Thanh được xây dựng vào năm 1953, nối hai bờ sông Nậm Rốm. Cầu dài 40m, rộng 5m, chịu tải trọng khoảng 18 tấn, được quân Pháp vận chuyển vật liệu sang lắp ghép. Mặt cầu bằng cắt thanh gỗ, hai bên thành là sắt chống đỡ, không có trục giữa. 70 năm trước, đây là cầu sắt duy nhất bắc qua sông Nậm Rốm, nối các cứ điểm phía tây sông với các cao điểm phía đông của tập đoàn cứ điểm. Cây cầu là huyết mạch vận chuyển vũ khí, vật liệu để xây dựng các cứ điểm phòng ngự khu vực phía đông. Trên sông Nậm Rốm hiện xây nhiều cầu mới, nhưng cầu Mường Thanh vẫn được giữ lại và trùng tu hai lần vào các năm 1999-2019. Cây cầu nằm trong số hơn 40 điểm di tích thành phần thuộc di tích quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ. Song nhiều hạng mục đã xuống cấp. Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ nằm sâu trong rừng nguyên sinh dưới chân núi Bú Đồn, nơi cơ quan đầu não ẩn trú từ ngày 31 tháng 1 năm 1954 tới 15 tháng 5 năm 1954. Nơi này cách tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ chưa tới 30 km về phía Tây. 105 ngày ở đây, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các chỉ huy họp bàn ra mệnh lệnh quyết định quan trọng trên chiến trường. Trong lễ duyệt binh mừng chiến thắng tại khu đồi phía đông sở chỉ huy, ngày 13 tháng 5 năm 1954, tướng Giáp lần đầu tiên nói đến tiến về giải phóng đồng bằng Bắc Bộ, nhiệm vụ tất yếu mà cục diện chiến trường năm 1954 đặt ra cho quân đội qua 9 năm kháng chiến.
Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.